Này có cái máy này ổ cứng 500GB là sẽ là ổ cứng SATA nè, còn có một cái ổ SSD M2 nè, SSD M2 120GB, nhưng mà người ta không cài vô, không cài Win vô ổ SSD mà cài Win vô ổ SATA thì đâu được, nó đâu có tăng tốc được đâu, mình phải cài Win vô M2, còn ổ kia chuyển nó thành ổ thường thôi. Rồi xóa luôn đi, không có dữ liệu xóa luôn đi, chia lại thành một ổ thôi, delete hết luôn, tạo thành một ổ thôi. Rồi ok, ổ trên chia đi, trên chia ra, lúc này sẽ là ổ data nè. Rồi ok, còn cái này có 120GB xóa luôn đi, là cài Win trên ổ này luôn thôi, không cần phải chia ra, có hai ổ này. Rồi khỏi chia cũng được, khỏi chia lát mình cài chuẩn, nó chuyển qua GPT luôn nè đó. Rồi mình sẽ cài Win vô cái ổ SD nhỏ này 120GB, còn ổ cứng này trở thành ổ data thôi, mình cài ngược lại thì đâu tăng tốc đâu. Rồi copy phải có. Rồi anh GB anh có hả? Có 13 hay này. Cái copy trong GB đi. Có USB không anh? Có USB không? Rồi bây giờ mình chép cái file Ghost ha, file Ghost tiếp. Thoát hộp bút ra đi, trục phải exit, exit, exit dưới đây cũng được. Đâu là mình thoát đây? Đâu mà? Exit bên cái Yippee nè, trục phải exit nè. Rồi tháo hộp bút ra đi để mấy công gót nhầm vô hộp bút thôi chứ gì. Nó an toàn, làm gì an toàn thì làm, không an toàn đừng chơi. Rồi quá xử ra. Đó, giờ mình sẽ bung vô cái tắt đi. Rồi mất rồi. Là mới bước quen thuộc rồi. Cột C anh. Thấy nãy tại sao nó ra vậy không? Sao vậy? Lúc đầu anh đang gót chỗ này mà anh đã chia ổ C ra đó. Anh tắt đi, anh tắt đi. Anh vô chiêu đĩa lại. Anh đừng có chia cái ổ SDM2 120 kia. Rồi anh xóa đi. Xóa luôn. Rồi. Mình không cần phải chia ra hết á. Mình chia ra là mình phải chia ra hai phân vùng UFI đồ phức tạp. Đơn giản thôi. Đó, lúc này chọn cái anh local ha, còn nãy là nó anh đã chia ra một ổ 120GB rồi, nó hiểu ổ nguyên cái ổ đó 120GB luôn rồi. Làm rối đi. Rồi lúc này đợi chút xíu thôi, chắc chắn này nó quá nhanh lắm, M2 hàng xịn. M2 chạy con i3 91 RAM 8GB. Thì bây giờ thường là gáp một ổ SSD nè, một ổ SATA thì mình cài Win mình phải cài vô ổ SSD hoặc SSD M2 nè, còn chứ cài Win vô ổ SATA nó rùa. Rồi đợi ha, đợi xíu. Rồi, sau khi Ghost xong thì mình khởi động lại thôi. Rồi chúng ta đợi tí xíu nữa, chúng ta sẽ có được cái Win 11. À, đây là cũng là file Ghost đảo hình thôi của Win 11 ha. Thay vì chúng ta ngồi cài Win thì chúng ta dùng file Ghost đuôi tiếp ha. À, bạn nào muốn download file đó lên trang kênh YouTube đào ha. File Ghost, shop, Office, Corel, Photoshop, AI đó vân vân, nằm trên đó hết. Chúng ta tùy chỉnh một số bước này nữa là xong, khai báo lại. Rồi đó, lúc này chúng ta sẽ có được cái Win 11. Đó, còn lại là chúng ta anti được thôi. Chúc các bạn thành công, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo nha.